Hello, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì Nhung sẽ chia sẻ với anh chị em và các bạn một món ăn rất là quen thuộc nhưng mà vô cùng là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Đó là món yến mạch thô trộn với cả sữa chua. Đây, thì chúng ta đã có một hộp sữa chua, một cốc sữa chua Nhung tự làm rất là ngon ạ. Và bây giờ thì Nhung sẽ lấy 2 thìa yến mạch thô. Đó. Thế mọi người vẫn nghe thấy đến yến mạch nấu rồi, nấu trộn với cả sữa chua rồi. Tuy nhiên thì cái công thức mà yến mạch nấu với sữa chua thì rất là bình thường. Nó sẽ giống như là món gạo lứt nấu thôi ạ. Gạo lứt làm với sữa chua. Thế hôm nay thì Nhung sẽ chia sẻ món yến mạch thô trộn với sữa chua. Đó. Thế, và thực sự là đây là một món ăn vô cùng là ngon. Và mọi người sẽ thắc mắc là ô, tại sao lại có món yến mạch mà lại yến mạch thô rồi trộn sẵn luôn với cả sữa chua và ăn được luôn như thế này ư? Thì thực sự là cái công thức này là Nhung cũng mới học được của một bạn Emma, bạn mẹ Emma ở bên Đức. Thì bạn có chia sẻ cho mình cái món sữa chua món yến mạch thô với cả sữa chua. Rất chi là tốt và rất chi là tiện lợi. Thế hôm nay mọi người nhìn thấy sữa chua Nhung làm rất là ngon nhá. Mọi người nhìn thấy không ạ? Đó, sữa chua Nhung làm rất là thực sự là lần này sau rất là nhiều lần Nhung làm. Tất nhiên là cũng không, những lần trước Nhung làm cũng không hề bị thất bại đâu ạ. Nhung đã tìm tòi cái cách, các công thức làm. Và Nhung đã thử dụng, áp dụng rất rất nhiều công thức làm sữa chua ở trên mạng. Và mỗi một cái công thức nó lại cho mình một cái sản phẩm nó ngon khác nhau. Thế tuy nhiên thì nó cũng tùy vào khẩu vị của chúng ta. Thì chúng ta ví dụ như có những người thì lại rất là thích ăn nhiều, uống nhiều sữa tươi. Thì lại thích cái công thức mà nó có nhiều sữa tươi. Ví dụ như cái công thức là một hộp sữa đặc này, 2 túi sữa tươi và kèm theo là 2 hộp nước sôi. Đó, đấy là cái công thức mà với 2 túi sữa tươi. Thế còn ví dụ như là gia đình nhà Nhung này, như bản thân Nhung thì Nhung thích ăn nhiều sữa tươi hơn là sữa đặc. Thì Nhung sau khi thử rất là nhiều lần thì Nhung rất là yêu mến cái công thức này. Công thức 111 đó là một hộp sữa đặc. Mọi người rất là dễ nhớ nhá. Công thức này cũng rất dễ nhớ luôn. Và Nhung đã thử rất nhiều lần rồi, cho nên là bây giờ đã áp dụng. Một hộp sữa đặc, 1 lít sữa, 1 lít nước, 1 lít nước, nước nguội. Sau đó đun sôi, 1 lít nước đun sôi. Và tiếp theo là 1 lít sữa tươi. Đó, đấy là công thức mà hiện tại bây giờ, sau một thời gian Nhung áp dụng rất là nhiều và bây giờ Nhung đã yêu mến, vô cùng yêu mến cái công thức này. Lý do vì sao mà Nhung yêu mến cái công thức này, bởi vì làm cái công thức này nó khiến cho sữa chua nó không bị quá ngọt. Nhung thì không thích ăn quá ngọt. Thứ hai là lượng sữa tươi rất là nhiều, khiến cho khi mà mình ăn ấy, mình cảm giác như là mình vừa là ăn sữa chua và mình vừa ăn cả phô mai nữa, rất là ngon. Và cái 1-2 lần đầu thì Nhung cũng thử cái công thức là toát tất cả đều là sữa có đường. Sữa đặc thì là có đường đương nhiên rồi nha. Thứ hai là sữa chua, Nhung cũng sử dụng là sữa chua có đường. Thứ ba đó là sữa tươi, Nhung cũng sử dụng là sữa tươi có đường. Thế tuy nhiên sau khi mà Nhung làm thử nhiều lần và cũng là sở thích là Nhung cũng không thích ăn nhiều đường. Thế thì Nhung đã quay trở về cái công thức đó là gì? Chỉ có duy nhất là sữa đặc là có đường thôi. Còn lại thì là sữa tươi không đường và sữa chua cũng không đường. Hoặc là nếu như không mua được sữa chua không đường thì mình sử dụng mỗi sữa chua là không đường thôi. Thế còn lại là chúng ta sẽ sử dụng là gì nhỉ? Sữa tươi là không đường ạ. Đó, sữa đặc là có đường ạ. Đó, được chưa ạ? Mọi người nhìn thấy ngon chưa? Đó, hôm nay thì thực sự là rất là ngon rồi nhá. Và Nhung cũng không cần sử dụng đến
máy làm sữa chua mà cũng không cần phải sử dụng đến nồi cơm điện và cũng không cần phải ổ ấp gì cả. Nhung sử dụng tất cả những cái chiếc hộp mà có nắp ạ. Hay là đẹp nhất là hay nhất đó là những cái hộp lock and lock. Thì những cái hộp này là những hộp rất là kín và mình sẽ sử dụng công thức là 12 tiếng ạ. Đó, mình sử dụng công thức 12 cho đến là nếu như trời mà nó mát thì Nhung sẽ sử dụng công thức đến 14 tiếng. Thế còn nếu mà trời nắng thì sử dụng công thức là 12 tiếng để hoàn toàn ở ngoài ngoài bình thường, cái nhiệt độ bình thường, thời tiết Hà Nội như thế này này. Đó, và chỉ trong vòng 12 tiếng đó thì là đã có một món sữa chua ngon rồi, cũng không cần phải dùng đến máy làm sữa chua, cũng không cần phải sử dụng đến 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 nồi cơm điện để ủ, không cần phải phải trùm chăn hay là cũng không cần phải sử dụng đổ nước nóng vào, nó rất là lích kích rồi là nó mất thời gian. Đó. Thế và ví dụ như là tùy theo nhiệt độ của địa phương của mình, ví dụ như là Sài Gòn thì rất là nóng thì các bạn có thể để chỉ đến 10 tiếng thôi ạ. 9 đến 10 tiếng thôi ạ. Đó, tùy từ thời tiết từng hôm nhé. Ở Hà Nội cũng vậy. Ví dụ có những ngày mà Nhung cũng chỉ cần để đến tầm tầm 9 tiếng thôi đã thấy bề mặt nó đã đông lại rồi. Và sữa chua đã mình lấy một cái chiếc thìa mình thử, mình đã thấy là nó chua, rất là chua và ngon rồi. Bây giờ thì Nhung xin mời mọi người cùng thưởng thức món sữa chua yến mạch thô và ăn liền luôn như thế này. Chỉ trong vòng có Nhung vừa rồi trong thời gian Nhung chia sẻ cái video này là khoảng tầm 7 phút, 7 8 phút thì Nhung đã đảo đều nó như thế này. Và bây giờ mình ăn liền. Bây giờ ở nhà các bạn thì nếu như các bạn có chuối thì các bạn có thể thái lát vào đây. Các bạn có thanh long, các bạn có thể lái thái lát vào đây. Các bạn có xoài thì các bạn có thể thái lát vào đây. Thì chúng ta sẽ có được một cái món sữa chua yến mạch và hoa quả ăn liền rất là tiện lợi, không cần phải ủ ấp rồi là không cần phải nấu chín, nó rất là lích kích ạ. Đó. Thì về yến mạch thì các bạn biết là tác dụng của yến mạch thì rất chi là tốt. Đó, yến mạch rất chi là tốt. Thế và chính vì tốt cho nên là Nhung đã mua hẳn một cái hộp rất là to như thế này để sử dụng này. Và bây giờ thì đúng là cũng may mắn, Nhung mua cái hộp này là trước mùa dịch và đến bây giờ thì cũng vào dịch rồi. Nhung cũng tranh thủ là Nhung có để Nhung ăn liền luôn này. Đó, yến mạch thì rất là giàu chất xơ, đạm thực vật và chất béo thực vật. Thế mọi người nhìn thấy chưa? Đó, mình có thể ăn yến mạch này cùng với cả sữa chua, cùng với cả chuối, cùng với cả quả này là quả gì nhỉ? Nhung cũng quên mất rồi. Như là kiểu nó như là không cũng không phải là dâu tây, quả này không phải là dâu tây. Quả gì gì đó. Cherry cũng không phải luôn. Đó. Thế các bạn ví dụ có một chút rau rau bạc hà các bạn có thể cho lên đây để trang trí, vừa là ngon vừa là đẹp mắt luôn. À, rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi những cái video của Nhung và Nhung xin hứa với các bạn bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mùng 5 tháng 9 năm 2021, Nhung sẽ ra thường xuyên các video YouTube để gửi đến tất cả các bạn và Nhung xin hứa là sẽ làm những video chất lượng hơn những cái video đó trước đây. Và bắt đầu từ ngày 20 tháng 4 thì Nhung bắt đầu chính thức làm Bluetooth. À, đến ngày 20 tháng 5 là được 1 tháng, 20 tháng 6 là 2 tháng, 20 tháng 7 là 3 tháng, 20 tháng 8 là 4 tháng và 20 tháng 9 là 5 tháng. Thì cũng chuẩn bị còn có 15 ngày nữa thôi là tròn 5 tháng Nhung làm Bluetooth. Và đến giai đoạn này thì Nhung cũng đã có được 59 anh chị em đã theo dõi và ủng hộ kênh của Nhung và cũng rất là cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các anh chị và các bạn. Cũng rất là xin lỗi anh chị và các bạn trong cái thời gian vừa rồi thì Nhung cũng quá bận rộn cũng và cũng cũng hơi sao nhãng cái việc mà làm những cái video YouTube. Và Nhung dân hứa bắt đầu từ ngày hôm nay chính là ngày khai giảng của các em học sinh. Và cái sự kiện ngày hôm nay là một cái sự kiện vô cùng là đáng nhớ, đó là cả nước khai giảng online và tất cả mọi người đều làm online,
thì không có lý do gì là chúng ta không tập trung làm những cái online để những cái video trên YouTube để chúng ta cùng tạo ra cái giá trị cho nhau này, chúng ta có một cái những cái công cụ để chúng ta giải trí, để chúng ta có thể là ngồi yên ở trong nhà một cách an toàn, lại làm sao đấy dịch bệnh nó sẽ mau qua và chúng ta sớm có một cái cuộc sống bình ổn trở lại. Rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi những cái video của Nhung và chúc mọi người một cái sức khỏe thật là tốt. Và bây giờ thì xin mời mọi người cùng thưởng thức món sữa chua yến mạch cùng với Nhung nhá. Đấy, mọi người, anh chị em nào mà thích ăn 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 đặc ấy thì mọi người có thể cho nhiều hơn. Còn Nhung thì Nhung thích ăn loãng hơn, tức là Nhung thích ăn nhiều sữa chua hơn. Do đó thì Nhung sẽ chỉ sử dụng có hai thìa yến mạch thôi. Xin mời mọi người cùng thưởng thức món sữa chua yến mạch này, rất là tốt cho đường tiêu hóa, rất là tốt cho cơ thể của chúng ta, bổ sung thêm những cái vitamin này, bổ sung thêm cái chất cho đang tăng cường cái sự đề kháng vào cái mùa dịch này. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi những video của Nhung và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào.